phức tạp. Thuốc chữa. Trời ơi, đưa con coi, đưa coi đôi giày hả? Đẹp không? Cái quần của Chi hợp với giày luôn. Quả này em bố hả? Chị đã hả? Uống thuốc không? Uống thuốc tạo. Uống trước khi ăn nửa tiếng. Thì đây đó nửa tiếng không con Chi? Nửa tiếng không? Đây 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 con. Ừ. Là cái thuốc kia đâu, uống thuốc kia, ui giặt mùi giặt cũng hôi thôi. Ừ, không có uống mà. Không có uống thôi. Phải là uống thuốc đó đi, bố rửa. Cái này để bố đi, bố ăn, bố uống. Anh sao uống rồi? Thì mang cầm vừa cái hũ bỏ vô cái hũ đi. Lấy lớp đi. Thôi. Chị cầm cái hũ thuốc. Mang hũ thuốc làm chi con? Thì bỏ cái hũ dễ cầm.